Chào mừng các bạn đến với kênh Team Mobile, kênh chia sẻ ứng dụng trò chơi thủ thuật hay dành cho điện thoại. Hãy nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Nhớ nhấn vào cái chuông sát bên để nhận cái thông báo mới nhất từ kênh của mình. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hello, xin chào các anh em đã quay trở lại với lại cái channel của mình nha. Và trong cái video này mình sẽ chia sẻ với các anh em một cái ứng dụng mà mình cũng vừa săn được. Ứng dụng này nó có chức năng là tăng tốc độ và tối ưu hiệu suất cho điện thoại Android, đặc biệt là những cái máy yếu, RAM thấp, cấu hình thấp. Đây, cái app này có tên là Phone Booster Pro. Và phiên bản này nó đã được mod xóa quảng cáo rồi. Và cái bản này là bản VIP luôn ha. Các anh em không cần phải tải trên CH Play. Trên CH Play hình như nếu mình đoán không nhầm thì cái app này nó bán ở trên CH Play với giá 35.000. Nhưng mà bây giờ mình chia sẻ với các anh em cái app 40 này, chức năng VIP Pro luôn, miễn phí, không có quảng cáo, không có bị một cái ràng buộc gì hết. Các anh em chỉ việc tải về và trải nghiệm thôi. Liên tải ứng dụng Phone Booster Pro này mình có để trong phần bình luận game bên dưới video ha. Các anh em có thể là nhấn vào trong phần bình luận, kéo xuống và tìm cái bình luận đầu tiên để các anh em nhấn vào cái liên tải về. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ cài đặt thử cái ứng dụng Phone Booster Pro này xem, cho các anh em xem nó có bị lỗi gì hay không ha. Rồi nhấn vào cài đặt luôn. Rồi. Phone Booster Pro, booster là tối ưu tăng tốc. Phone là tăng tốc cái điện thoại của mình. Rồi bây giờ mình sẽ nhấn vào Phone Booster luôn nha. Rồi trên đây giao diện chính của cái ứng dụng Phone Booster. Và mình sẽ kiểm tra xem những cái tính năng trong đây nó có hoạt động bình thường hay là không. Chúng ta sẽ có bên trên là nó thống kê về cái tình trạng RAM đang sử dụng là bao nhiêu, và bao nhiêu app đang chạy nền, và cũng như là bộ nhớ còn trống là bao nhiêu GB, tổng bộ nhớ RAM là khoảng bao nhiêu GB. Bên dưới chúng ta sẽ có một nút là Multi Booster, có nghĩa là tăng tốc tối ưu nhanh cho hệ thống. Bên dưới này chúng ta sẽ có cái phần là System App là gì, có nghĩa là những cái app hệ thống nào mà sẽ bị cái ứng dụng Phone Booster này nó can thiệp. Rồi User App là gì, là những cái app mà chúng ta cài đặt vào, những app mà chúng ta sẽ dùng cái ứng dụng Phone Booster nó can thiệp ha. Ở đây mặc định là nó chỉ can thiệp vào những cái app mà do người dùng cài vào thôi. Bật cái System App này lên để cho nó can thiệp vào hệ thống luôn. Sau khi mà các anh em đã tùy chỉnh cấu hình xong rồi thì các anh em chỉ việc nhấn vào cái Multi Booster để cho nó tăng tốc hệ thống thôi nha. Việc tăng tốc này nó sẽ tắt đi những cái ứng dụng đang chạy nền và tăng bộ nhớ của RAM nó trống nhiều hơn ha. Rồi bây giờ mình sẽ nhấn vào Multi Booster để mình tăng tối ưu ha. Ok. Khi mà các anh em lần đầu tiên cài cái ứng dụng này mà các anh em nhấn vào cái nút Multi Booster thì nó sẽ yêu cầu các anh em cấp quyền, thì các anh em chỉ việc là nhấn vào cấp quyền và quay trở lại. Thì lúc này nó sẽ... Rồi bây giờ các anh em nhấn tiếp Multi Booster ha. Khi các anh em nhấn vào nó lại yêu cầu các anh em cấp quyền một lần nữa, thì các anh em hãy tìm đến cái ứng dụng có tên là ICC Phone Booster này, các anh em nhấn vào, sau đó các anh em bật nó lên. Rồi các anh em chọn OK và các anh em quay trở lại. Ha. Lúc này ứng dụng này nó sẽ bắt đầu tối ưu, tức là nó sẽ đóng đi những ứng dụng đang chạy nền, đang chạy ngầm ở trong máy mà nó gây nặng lắc và làm cho cái bộ nhớ RAM của mình nó bị đầy quá. Thì ứng dụng này nó sẽ tự động nó đóng đi những ứng dụng đó. Để các anh em thấy không, Running App nè, có nghĩa là bây giờ cái app đang chạy chỉ duy nhất là Phone Booster thôi, ngoài ra là những app chạy nền, chạy ngầm khác đã được đóng hết rồi. Và chúng ta sẽ có bộ nhớ RAM trống hơn 1.4GB ha. Còn nếu mà các anh em muốn tối ưu mà để cho máy nó mượt hơn mà nó không đóng những cái ứng dụng mà các anh em không muốn nó đóng, thì các anh em chỉ việc là nhấn vào cái Wireless dấu cộng này, các anh em chọn cái ứng dụng mà các anh em muốn giữ lại, để mỗi lần mà chúng ta nhấn booster thì nó sẽ không bị đóng đi. Ví dụ như là những ứng dụng như là Zalo chẳng hạn ha, hoặc là Messenger, đấy là những ứng dụng này chúng ta muốn duy trì trạng thái cho nó online, nó kết nối liên tục luôn, nó chạy nền liên tục để chúng ta nhận tin nhắn cũng như nhận cuộc gọi, thì chúng ta sẽ không đóng những ứng dụng này đi, do đó chúng ta sẽ tích vào trong đây để giữ nó lại ha. Rồi sau đó nhấn Close thì những ứng dụng này nó sẽ đưa vào trong cái danh sách trắng. Có nghĩa là khi mà các anh em nhấn vào Multi Booster nó sẽ đóng những ứng dụng chạy nền, chạy ngầm, nhưng mà nó sẽ trừ hai ứng dụng là Messenger và Zalo ra nha. Rồi thứ hai là chúng ta sẽ qua bên cái công cụ là Cleaner. Cleaner có nghĩa là làm sạch cái này mà. Ví dụ như máy chúng ta là chúng ta cài game, cài app nhiều quá mà khi mà chúng ta gỡ bỏ những app đi, nhưng mà những cái game, cái app đó nó không bị xóa triệt để. Mặc dù là game app nó đã bị xóa rồi, nhưng mà những cái file rác nó vẫn còn. Đó là lý do tại sao mà các anh em sử dụng những cái điện thoại Android lâu ngày, vài tháng thì thường là dẫn đến tình trạng là bị giật lắc, ì ạch và bộ nhớ đầy, là do những cái file đó nó vẫn chưa tích tụ trong máy, nó chưa bị xóa đi. Thì cái công cụ này nó sẽ hỗ trợ mình xóa triệt để những cái file rác đó. Rồi bây giờ mình sẽ nhấn vào Linkage nha. Rồi lần đầu tiên mà khi các anh em cài đặt ứng dụng này mà các anh em nhấn vào Cleaner và Linkage để các anh em xóa, thì nó sẽ yêu cầu các anh em cấp quyền. Phone Booster Pro này mình sẽ chọn vào, mình sẽ bật nó lên, rồi mình sẽ quay trở lại nha.
Rồi, sau khi mà mình đã quay trở lại rồi thì nó sẽ tự động nó quét xem cái máy của mình có khoảng bao nhiêu cái file rác, những cái tập tin mà kiểu như là nó chiếm bộ nhớ của máy, làm cho máy nó bị lắc, bị nặng, bộ nhớ đầy và cũng như là làm cho máy nó tốn kém pin nhiều. Bây giờ mình sẽ qua cái phần cái công cụ tiếp theo là tool nha. Trong cái phần công cụ tool chúng ta sẽ có hai cái phần. Thế đại khái là trên đây mình cũng vừa chia sẻ xong cho các anh em cái ứng dụng có tên là Phone Booster, giúp chúng ta tăng tốc và tốc cho điện thoại để chúng ta có những cái không gian chúng ta cài đặt nhiều ứng dụng hơn, và cũng như là chạy những ứng dụng nó hạn chế cái tình trạng là giật lắc và bị đờ đứng, bị văng. Thậm chí là nó sẽ giúp chúng ta là làm mát cái điện thoại của mình và chống cái tình trạng là bị tuột pin và dẫn đến chai pin ha. Rồi, thì đại khái là cái link tải cái ứng dụng này á, mình có để trong phần bình luận ghi bên dưới video nha. Cái ứng dụng này nó chỉ có khoảng là 4MB thôi các em à. Chỉ khoảng 4MB thôi, rất là nhẹ luôn và không có quảng cáo làm phiền các em đâu. Các em chỉ việc là nhấn vào và tải về cài đặt thôi và chúng ta trải nghiệm thôi. Rồi, nếu như mà các em cảm thấy chia sẻ của mình hay, hữu ích thì đừng quên cho video của mình một like và nhấn subscribe, đăng ký kênh YouTube của mình để nhận thông báo về những video chia sẻ về game, thủ thuật cũng như là ứng dụng hay mà mình đã săn và cũng như là vọc vạch và tìm tòi sưu tập được chia sẻ với các em nha. Rồi, cảm ơn các em đã dành thời gian theo dõi video này. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các em trong cái chia sẻ ở những video tiếp theo nha. Goodbye.